Vừa qua tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương Vietjet Hội đã thảo tổ nhằm chức quảng hội bá, thảo nâng nâng cao cao năng năng lực lực cạnh cạnh tranh tranh cho cho sản sản phẩm phẩm đặc đặc sản sản vùng vùng miền miền thông thông qua qua liên liên kết kết vùng. vùng. Mặc dù tiềm năng cũng như nhu cầu đối với các mặt hàng đặc Các sản năm vùng năm miền qua, Việt Nam Ủy rất ban lớn, nhân dân nhưng tỉnh, việc Phó phát Chủ tịch triển Thường các sản trực phẩm Ủy này ban nhân hiện dân tỉnh còn Hà rất Giang nhiều hạn chế. là Tại một hội chủ thể thảo, nhiều đại diện địa trong phương đều cho rằng hầu hết các địa quảng phương của bá Việt Nam có nhằm đặc sản, sản vật riêng. Tuy tăng nhiên, việc cường quảng bá tiêu thụ những giá đặc sản, sản vật trị này còn nhiều hạn chế. sản Nhiều đặc phẩm sản nổi chủ tiếng yếu vùng miền chưa là được tiếp sản cận phẩm được tinh phương cầu thức sản và các phẩm kênh phân Việt phối Nam hiện đang đại phát triển để đến được với thị trường Việt trong Nam nước và xuất đang khẩu phát triển do với hạn thế chế giới về vốn, quy mô sản xuất, kinh có doanh. Các tiềm doanh năng nghiệp, cơ sở gì sản xuất kinh trong doanh chưa giai chú đoạn trọng tương khâu lai phát triển sản phẩm dẫn và đến phát hiệu triển quả sản xuất kinh trong doanh và giai sức đoạn cạnh tranh của doanh nghiệp tương còn lai thấp. Nguyên và nhân phát của tình triển trạng này là do việc thiếu tính liên kết trong việc hoàn thiện tương chất lượng sản lai phẩm, thiếu sự liên kết liên khu vực để xây dựng hệ thống phân phối tại thị trường trong nước cũng như nước ngoài. Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng để đặc sản vùng miền của Việt Nam giữ được chỗ đứng tại thị trường trong nước và tiến tới chiếm lĩnh thị trường nước ngoài nhiều hơn, cần tăng cường hợp tác giữa các sở công thương, hỗ trợ đầu tư, liên kết đầu tư, kiểm tra kiểm soát lưu thông hàng hóa giữa các địa phương, hình thành các chuỗi thực phẩm an toàn, trong đó có sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp tại các địa phương khác nhau vân vân. Tại buổi hội thảo đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết giữa Trung tâm Xúc tiến Thương mại các tỉnh để xây dựng kế hoạch phát triển đặc sản vùng miền, góp phần đưa những sản phẩm đặc sản vùng miền đến với tay người tiêu dùng.